Này mình mới làm thêm một cảnh nhỏ nữa. Đây, cảnh nhỏ này là có cái cỏ rêu xanh đó. Cái này là đá hóa thạch, ở quên gỗ hóa thạch chắc lắm, chứ không phải là cục gỗ bình thường. Nó được lâu năm mà. Quay bên hông mới thấy nè, Ừ. quay bên đây mới thấy được cái gỗ quá thật. Ừ. Chờ chút. Ây da, để mình xoay qua thấy cái gỗ quá thật nha. Chứ này không phải là đá xi măng, mà không phải cục đá không nữa, mà là gỗ đã quá thật lâu năm đó mà. Đây nè, để tôi thấm nước vô chét cho là thấy được nè. Thấy chưa? Chờ chút. Thấy cái vân không? Vân đá không? Ồ, đó. Đây nữa nè. Thấy không? Cái đó là gỗ nó xoắn xoắn với cái lại nó quá thạch nó mới thành gì. Chứ không phải là mình lấy xi măng mà cũng không phải là gỗ thường mà mình trồng. Tục này là gỗ quá thạch. Thường này người ta đánh bóng lên á. Đẹp không? Đánh bóng lên đẹp lắm. Nhưng mà này mình lấy mình trồng tiểu cảnh. Thấy không? Cái sơ gỗ của nó nè. Đó, thấy rõ ràng không? Nặng lắm, nhưng mà nó không phải xi măng nha. Cái này thường tao quý ta đánh bóng lên, ta chân nhà mình cũng có chân trong nhà. Cái gỗ này là này xi măng nè, thấy không? Cái này mình làm cục đá này gỡ ngang tay, ngang không đủ ánh nắng. Thấy không? Đó, cái xi măng là khác nè, mũ xi măng nè, đúng. Còn trên là gỗ quá thật. Đó, cỏ này đường đi ha. Này núi ngoài thôi. Ok, bye bye.